Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lệ Minh, lâu quá không gặp. Hôm nay mình trở lại live stream cùng anh chị em các bạn, bởi vì mình cũng theo dõi tin tức, thấy một số các vấn đề mà tụi chống cộng ở hải ngoại nó xuyên tạc VinFast, mình thấy rất là bức xúc trong cái vấn đề mà những cái truyền thông bẩn của tụi chống cộng ở hải ngoại, những cái kênh YouTube của tụi nó chia sẻ khắp ở trên mạng, nó rao riêu cho rằng là VinFast đang thất bại trên cái thương trường Mỹ. Nó đưa những cái thông tin rất là xảo trá và bịp bợm, khiến cho mình cảm thấy bức xúc. Mà mình không, tuy bận rộn công việc, mình cũng cố gắng tranh thủ thời gian để chia sẻ thông tin đến với quý ông bà anh chị em các bạn. Các bạn biết cái đám chống cộng ở hải ngoại, cái đám Zano ba họ, cái tụi này nó rất là xảo trá và bịp bợm. Nó tuyên truyền những cái thủ đoạn của nó để nó chống phá cái công cuộc đổi mới phát triển của Việt Nam, anh chị em các bạn biết rất là ghê gớm. Cho nên quý vị là những người hiểu biết cũng như những người dân trong nước cần phải thận trọng những cái truyền thông bẩn của tụi chống cộng ở hải ngoại. Các bạn thấy đất nước đang đổi mới và phát triển từng ngày và từng giờ. Người dân Việt Nam hiện nay người ta đang phấn đấu để vươn lên từng bước không ngừng. Và có những cái tập đoàn của người Việt mình, họ ăn nên làm ra, họ phát triển và họ kinh doanh. Giống như là tập đoàn của VinFast, các bạn thấy họ vươn ra tầm bốc quốc tế để đưa cái thương hiệu Việt Nam mà vào trong những cái quốc gia trên thế giới. Các bạn biết tập đoàn VinFast hiện nay với những cái vốn đầu tư tiền tỷ đô la chứ đâu phải là ít đâu, rất là lớn. Đối với cái số lượng mà xe điện của VinFast mà trên thế giới hiện nay, bên châu Âu cũng như Mỹ, cái số lượng mà người ta đặt hàng lên tới hơn 73.000 chiếc xe điện. Mà các bạn thấy những cái tầm bốc như vậy. Vừa rồi VinFast đưa vào Mỹ 999 chiếc xe điện để đáp ứng cái nhu cầu mà những cái người mà người ta đã đặt mua xe VinFast vừa rồi, cũng giống như một số cái xe VinFast để làm thương hiệu quảng cáo trên cái thị trường Mỹ. Thị trường Mỹ nói chung các bạn, nó là một cái Việt Nam, thương hiệu Việt Nam thì nó mới mẻ, nhưng mà bất cứ hãng xe nào vào thì người ta cũng có những cái ưu điểm và khuyết điểm, cái đó là chuyện bình thường thôi. Trên cái không gian mạng thì các bạn thấy những cái tụi chống cộng ở hải ngoại, những cái đài truyền thông của tụi nó ra rã, nó nói rằng VinFast đang thất bại trên cái thương trường Mỹ. Và ngay cả nó nói là tập đoàn VinFast đã bị dân Mỹ từ chối, tào lao. Không có một cái thống kê hay là một cái dữ liệu nào mà cho rằng là dân Mỹ họ tẩy chay hay là họ chê bai tập đoàn VinFast, xe VinFast cả. Về những người mà ngay cả những cái mà thương hiệu xe cổ, các bạn biết cái tụi mà tập đoàn mà nó đánh giá về xe cổ, nó cũng đưa ra những cái ưu điểm và khuyết điểm thôi, cái đó là chuyện bình thường. Hello bro Justin, chào quý bạn chị các bạn lần nữa nha. Cái đó là chuyện bình thường thôi chứ các bạn, nó không có cái gì mà gọi là như cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại, những cái truyền thông và những cái kênh bẩn của nó tuyên truyền, nó cho rằng là VinFast đang bị thất bại, dân Mỹ từ chối. Rồi ngay cả cái tập đoàn VinFast người ta mới nộp đơn vào cái thị trường chứng khoán Mỹ để vào trong cái sàn chứng khoán là IPO. Các bạn biết mới nộp đơn hồi hôm 7 tây tháng 12 thì đầu năm người ta sẽ chứng nhận thôi. Tại vì đây là một cái tập đoàn mới nhưng mà nó có cái thương hiệu và nó đã được đầu tư trên nước Mỹ tiền tỷ đô la, thì nó được vào trong cái thị trường chứng khoán của Mỹ để tạo ra một cái thương hiệu và những cái sự cạnh tranh và những cái kêu gọi vốn đầu tư rất là lớn. Các bạn thấy mà tụi chống cộng hải ngoại nó cho rằng Mỹ từ chối Việt Nam trên sàn chứng khoán này, nó cầm đèn chạy trước ô tô để đặng mà nó xuyên tạc, các bạn thấy không? Nhưng mà trên những cái tờ báo như là Bloomberg, những cái tờ báo mà nổi tiếng của Mỹ, Bloomberg là do một tỷ phú của người Mỹ họ làm chủ. Các bạn thấy họ nhận định về VinFast có những cái triển vọng
và những cái tiềm năng rất là khách quan, rất là khả quan. Các bạn thấy nó không có cái chiều hướng gì mà tiêu cực giống như là những cái tụi những cái kênh chống phá đất nước truyền thông ở hải ngoại, tụi nó rất là bịp bợm xảo trá. Cho nên quý vị hết sức cẩn thận những cái vấn đề truyền thông ở trên mạng hiện nay. Tụi chống cộng ở hải ngoại nó sử dụng những cái mà một số những người họ không có hiểu về những cái truyền thông nước ngoài. Cho nên tôi chia sẻ để cho các bạn thấy rõ được những cái âm mưu thâm độc của những cái tụi chống cộng ở hải ngoại, nó rất là xạo trá và biệt bợm. Nó câu view câu like rồi nó ghép những cái hình ảnh trang đầu để làm cho người xem tin tức tưởng đâu là thật. Có nhiều người lên chỉ xem cái tựa đề thôi, không tưởng đâu là thật, nói là VinFast gặp trở ngại nhập 999 chiếc xe vào Mỹ, đang gặp những trở ngại thế này thế nọ. Người ta là những cái thương trường, những cái mặt hàng người ta đang quảng cáo và đang được mở nhiều cái showroom, những cái dealer, những cái nơi mà bán ở tại Mỹ. Và không những thế, VinFast người ta còn có mở cái nhà máy tại Mỹ với số vốn đầu tư hơn 4 tỷ đô. Các bạn thấy rất là lớn. Nó là một cái thị trường, nó là một cái thương hiệu mới. Nó đang trong cái sự cạnh tranh và làm ăn thôi. Thương trường nó là chiến trường, chứ không phải là như tụi chống cộng ở hải ngoại. Nó tuyên truyền, các bạn thấy là VinFast đang gặp trở ngại thế này thế nọ. Nó hoàn toàn không có. Điều này nó rất là xảo trá và bịt bợm. Ở trên những cái truyền thông Mỹ, tôi vào, tôi research, tôi tìm kiếm trên những cái kênh truyền thông Mỹ, nó không có, mà nó nói toàn là tích cực không à. Ngay cả những cái nhà mà bình luận về xe hơi, về ô tô rồi cũng vậy, họ chỉ bình luận, họ đưa ra cái ưu điểm và khuyết điểm của cái dòng xe đó, cái nào mà nó lợi thế và nó hữu ích thôi. Cái đó là chuyện bình thường, bất cứ xe Mỹ cũng vậy, xe Nam Hàn cũng vậy, xe Nhật cũng vậy. Những cái mà thương hiệu người ta đã có lâu đời rồi đó, khi mà những cái mẫu mã mà nó mới ra đó, thì những cái nhà mà bình luận về xe ô tô đồ cũng vậy, nó đưa ra những cái ưu điểm và khuyết điểm. Cái đó là chuyện bình thường trong vấn đề mà cạnh tranh trên một cái thương trường mới, các bạn thấy đó. Chứ không phải giống như cái sự tuyên truyền xảo trá bịp bợm của cái tụi chống cộng ở hải ngoại. Cho nên lại mình thấy bức xúc, cho nên lên chia sẻ với lại bà con quê ở trong nước hết sức cẩn thận và thận trọng. Cái tụi chống cộng ở hải ngoại, những cái kênh truyền thông của nó rất là xảo trá bịp bợm, toàn là cái thứ gọi là ô hợp lưu manh giả danh yêu nước. Chào quý bà anh chị các bạn. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.